Ở Việt Nam, xôi gấc thường được người dân miền Bắc nấu vào mỗi dịp lễ Tết hay dịp cưới hỏi vì được xem như là món ăn mang lại sự may mắn. Ngày nay, xôi gấc phổ biến hơn và trở thành món ăn sáng được nhiều người yêu thích. Và cách nấu món xôi không hề khó. Hôm nay bếp nhà mini sẽ chia sẻ với các bạn cách để thực hiện món xôi gấc vừa dẻo, ngon, thơm lừng ai cũng muốn ăn. Nào, cùng vào bếp với mini nhé! Phần nguyên liệu chi tiết cho món xôi ngày hôm nay mình đã ghi chú ở trên màn hình, các bạn có thể tham khảo thêm. Đầu tiên chúng ta sẽ đi mần thịt mấy trái gấc này để lấy phần thịt gấc ra nhé. Đối với món xôi gấc thì việc sử dụng trái gấc tươi sẽ là ngon nhất. Và ở Việt Nam thì chẳng khó khăn gì để kiếm được những trái gấc tươi như thế này. Tuy nhiên, đối với những chị em bạn ở nước ngoài thì việc kiếm một trái gấc tươi không hề dễ. Và phần lớn mọi người hay sử dụng gấc đã được cấp đông chuyển qua đường nhập khẩu. Và mình cắt trái gấc ra như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng một cái thìa để chúng ta lấy cái phần thịt gấc và phần hạt gấc ra nhé các bạn. Wow, bên trong trái gấc cũng rất ngon nè. Hạt cũng đều và màu sắc thì rất là đẹp. Tuy vỏ nó hơi dày hơn so với gấc của Việt Nam, bởi vì đây là gấc được trồng tại Hàn của một trung tâm nghiên cứu các giống cây trồng ở khu vực mình sinh sống nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy hết cái phần thịt gấc ra cái tô to như thế này nhé. Và bạn nào muốn ăn béo ngậy hơn một chút ấy, thì các bạn có thể lấy cái phần thịt vàng vàng thêm ở trong cái vỏ gấc nha. Tiếp đến các bạn cho vào 1-2 thìa dầu vừng cho mình. Nếu không có dầu vừng các bạn có thể cho dầu ăn cũng được. Và thêm 1-2 thìa rượu trắng nữa nhé. Bằng cách này chúng ta có thể giữ được màu của gấc rất là bền và làm cho thịt gấc ngon hơn nha các bạn. Và cho mình 1/2 thìa muối vào trộn cùng nữa. Cho muối vào đây rồi thì chúng ta không cần phải cho muối vào nếp khi hấp nữa nha các bạn. Và chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Các bạn có thể dùng găng tay và chúng ta trộn và bóp để cho cái phần thịt trong cái hạt gấc ấy nó được hòa quyện với rượu, với dầu, với muối như thế này nhé. Cho đến khi nào các cái hỗn hợp này nó hòa quyện hết với nhau thì lúc đó chúng ta sẽ mang đi trộn với nếp để hấp nhé. Và mình có 1 ký gạo nếp đã được ngâm 8 tiếng qua đêm. Và bây giờ thì mình tiến hành trộn với lại cái thịt gấc mà chúng ta đã vừa làm lúc nãy. Mình có 1 ký gạo nếp thì mình sẽ trộn với 400g thịt gấc là vừa nha các bạn. Trộn đều cho gạo với lại cái phần thịt gấc ấy nó hòa quyện với nhau. Và chúng ta sẽ tiến hành hấp xôi. Khi hấp thì các bạn cho để chừa chừa ra một phần cái khoảng trống ở giữa để cho cái hơi nước nó thoát lên nó chín sôi nha các bạn. Các bạn đều nhé. Đó. Bây giờ nước sôi rồi. Mình đặt sôi lên này. Sẽ hấp trong khoảng 25 đến 30 phút lần đầu. Để lát nữa trong quá trình đấy chúng ta kiểm tra xem là sôi nó gần được ấy thì lúc đấy chúng ta sẽ đi nêm đường và nêm nước cốt dừa vào cho nó ngon nhé. Và sau 25 phút hấp sôi thì chúng ta kiểm tra lần đầu tiên này. Mình kiểm tra mình thấy sôi đã bắt đầu gần chín rồi. Hạt sôi đã rất là bóng, rất là đẹp này, màu sắc cũng đẹp nữa. Thơm lắm các bạn ạ. Và bây giờ là lúc các bạn sẽ nêm nếm nước cốt dừa. Rồi chúng ta lại hấp tiếp khoảng tầm 15 phút nữa nhé. Và với 1 ký nếp hấp như thế này thì mình sẽ sử dụng từ 150 đến 200 ml nước cốt dừa. Cái này thì cũng tùy theo cái khẩu vị mà béo ngậy của các bạn. Có bạn thì thích ăn béo hơn thì các bạn có thể cho thêm hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên cho quá nhiều, bởi vì như thế thì nó sẽ làm mất đi cái vị ngon nguyên bản của gấc nha các bạn. Sau 10 phút thì chúng ta sẽ bỏ ra và chúng ta kiểm tra nhé.
xem này, xem xôi đã chín chưa này. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách các bạn miết cái hạt xôi ra mà nó tan là như thế này thì là đã là được rồi, hoặc các bạn có thể ăn thử nhé. Mềm, mềm ngon đó các bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho đường vào. Mình sẽ cho thêm khoảng 3 đến 5 thìa đường như thế này nhé. Tùy theo khẩu vị của các bạn có thể ăn ngọt thì cho thêm. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều cho đường với nếp được ngấm quẹn vào nhau và chúng ta sẽ hấp thêm 5 phút nữa nha các bạn. Chúng ta kiểm tra xôi, các bạn thấy không? Hạt xôi nó bóng này, mà màu xôi thì đẹp này, rất là thơm ngon, thơm mùi ớt, thơm mùi cốt dừa pha lẫn nhau, tuyệt vời các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta chỉ việc bỏ ra thưởng thức nhé. Các bạn có thể đem xôi ra một chiếc đĩa lớn để thưởng thức, hoặc là chúng ta có thể bỏ xôi vào trong những cái khuôn ấy, rất là đẹp. Nhất là nhà mà có trẻ nhỏ ấy, có những cái khuôn rất dễ thương, các bạn cho vào đó thì nó có những cái hình thù bắt mắt và rất dễ kích thích cho trẻ em ăn ngon nhé. Vậy là chia sẻ cách nấu xôi gấc vừa dẻo vừa thơm ngon của bếp nhà Mini hôm nay đã hoàn thành. Chúc các bạn vào bếp thành công với cách làm xôi gấc siêu ngon bổ dưỡng này nhé. Và nếu yêu mến những chia sẻ của bếp nhà Mini thì đừng ngần ngại dành tặng cho mình một nút like, share video, bấm theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để mỗi khi mình có video mới, các bạn sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.